Để thu hoạch và sản xuất cacao thì chúng ta sẽ như thế nào? Hãy cùng mình đi giải đáp nhé. Một, thu hoạch quả. Quả cacao được thu hoạch khi chúng chín. Thông thường, quá trình này được thực hiện bằng cách cắt cành hoặc sử dụng dụng cụ để đánh rụng quả, hay lột vỏ và lên men. Sau khi thu hoạch, quả cacao được lột vỏ để lấy hạt cacao bên trong, lớp vỏ ngoài được làm sạch và sau đó hạt cacao được phơi khô để rút tách phần mỡ trong hạt. Sau đó, hạt cacao được đưa vào các thùng lên men để tạo ra hương vị và các chất phức tạp trong quả, và sấy khô. Hạt cacao đã lên men sau đó được sấy khô để loại bỏ hoàn toàn độ ẩm. Quá trình sấy khô có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các máy sấy hoặc bằng cách phơi khô tự nhiên trong môi trường kiểm soát. 4. Rang. Hạt cacao đã được sấy khô sau đó được rang để tạo ra màu sắc, mùi hương và hương vị đặc trưng của cacao. Quá trình rang thường được thực hiện trong các lò rang cà phê hoặc lò rang cacao chuyên dụng. Nhiệt độ và thời gian rang sẽ ảnh hưởng đến đặc tính của cacao, làm xay nghiền. Hạt cacao đã được rang sau đó được xay nghiền thành bột mịn. Quá trình xay nghiền giúp tạo ra cấu trúc hạt nhỏ và mịn hơn, đồng thời tăng cường hương vị và tạo độ nhớt cho cacao.